An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ, là nơi bắt đầu dòng chảy của sông Mekong chảy vào nước ta. Phía đông giáp với Đồng Tháp, phía đông nam giáp thành phố Cần Thơ, phía tây nam giáp với Kiên Giang, phía tây và tây bắc giáp Campuchia. Tỉnh An Giang có diện tích 3.506 km2. Tháng 7 năm 2013, An Giang là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long có hai thành phố trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc. Thành phố Long Xuyên nằm bên bờ sông Hậu, có truyền thống văn hóa đặc trưng của một thành phố miền Tây với chợ nổi trên sông và nhiều di tích thắng cảnh khác. Thành phố Châu Đốc là thành phố biên giới nổi tiếng với cụm di tích và thắng cảnh ở núi Sam. An Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng lúa. Ngoài ra còn trồng bắp, đậu nành, nuôi trồng thủy sản nước ngọt như cá, tôm. Hàng năm, du lịch An Giang đón trên 6,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến các khu điểm du lịch nổi tiếng như Châu Đốc với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Có nhiều di tích lịch sử như Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Phước Điền. Ngoài ra còn có các làng Chăm ven sông Hậu, làng Bè Châu Đốc. Nổi bật trong dãy Thất Sơn là chỉ cách thị xã Châu Đốc chừng 30 km là ngọn núi Cấm. Nơi đây cảnh trí sơn thủy hữu tình, khí hậu mát mẻ, được ví như phiên bản Đà Lạt của miền Tây. Rừng Tràm Trà Sư là điểm du lịch sinh thái rộng trên 700 hectare, nằm giữa lòng tứ giác Long Xuyên, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Bún Bình Thiên hay còn gọi là Hồ Nước Trời là một hồ nước ngọt đặc biệt tại huyện An Phú, quanh năm vẫn xanh ngát cho dù xung quanh các kênh rạch bị dẫn đục phù sa. Chợ nổi Long Xuyên là một trong những chợ còn mang đậm bản sắc vốn có của những khu chợ nổi miền Tây. Nơi đây vẫn còn giữ được khá nhiều nét nguyên sơ của một phiên chợ ở miền sông nước. Đến thăm chợ nổi Long Xuyên, du khách sẽ cảm nhận được nhịp sống vùng sông nước cùng không khí họp chợ náo nhiệt. Ngoài ra, còn có thể tiếp xúc với những con người miền Tây có tâm hồn bình dị, phóng khoáng và luôn cần mẫn với công việc.